cái cây ăn ở trên chốc nó thối rồi, cái dễ này này nó ra nó thối trên chốc rồi. Đâu, nó năm con một thôi. Không biết rồi, hôm nay nó làm nhiều rồi. Làm nhiều bên đầu. Biết nghe đấy. Đi nghiệp đây, xếp ạ. Đi nghiệp đấy. Đây là đi... Cái này sang năm là mất hết rồi. Dạ vâng. Hỏi cái anh ở đây. Cái áo bay đâu nhỉ? Bay đâu có tiếng ấy. Alo anh nghe. Nhìn thấy làm sao đi, đừng có đút cổ lò. Có rồi chị, có rồi. Đứt bên nhưng mà kiểu nó chưa đưa về tới nhà đó. Điện thoại này em gái ơi, nhờ anh xách cái giỏ, trong giỏ có điện thoại. Kệ kệ chú. Ai ai hộ cô đến đây á, bắt giúp dùm cô với. Đây xỉa thẳng cái đường cô đào. Đây là xỉa hẳn cái điện thoại. Đi 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 em, đi em, đi em, đi em, đi em, đi em, của cháu đấy. Tắt tắt cho các chú. Nó tắt vào nguồn đi. Đi dép vào anh xỉa thẳng xuống này. Dạ đưa dép cho nhanh, cho nhanh à. Dép này đâu? Làm lâu thì cầm mấy quay nó. Chỗ này một đồ thắt này. Tạm đi anh ơi, nhanh chị. Bác ơi, bác, bác xứng luôn ở đây cho cô đi, cho nên nhanh. Đâu ai đào? Đâu ai mấy người khác cầm đi. Có gì hết. Xiên ra đấy nhưng mà nó ở trên chốc thôi, nó không ở... À nó ấy thôi. Cái cho cô nói là có cái gì xiên ra nhưng mà nó không vào. Để cho cô làm. Đấy, chính xác quá. Ôi dễ, cái cây. Không, cô vạch đúng giữa đây rồi, tí ra lên xem. Cô làm bao nhiêu cái rồi, chuẩn 100%. Hộ cô cho nhanh đi. Mọi người phải chứ. Túi bay đâu, còn một cái bay con này ở đấy, lấy mà rui. Đưa rộng, bay kìa. Trường ơi, trường làm đi, không quay nữa. Mọi người họ làm nó ngấm. Các chú của đội phải nhanh. Đất thì đất... Không, nhưng mà nhiều khi gia đình sợ ấy... Không, thì đây không là đúng. Cô mới điều khiển đây mà. Cứ hai bên này cho cô để cô vào. Cho nên cứ bảo làm sao nhiều cái. Kể cả các chú của đội đi lấy cũng thế, nó không đúng. Cười. Ừ, quanh gần sát quanh đây có một ngôi nào nữa. Còn một ngôi chú chết hai người ở một lúc. Nhưng mà chết là mất rồi. Ông ấy mất rồi. Tan mất rồi. Nhưng mà ở vị trí nào? Vị trí ngay gần đây thôi nhưng cô không nói thì mất hết rồi. Đây là dân tàu mới thế lộ. Đúng rồi. Có phải cái rãnh thoát nước thôi. Cái nút cô nói ở đây. Không phải số. Nhưng mà lúc cô nói trước như thế nào rồi? Ở gần đây có cái suối này. Ừ, suối xem. Suối sao? Suối là suối gì? Cái này là suối đang bọc phú đấy à? Suối lè. Dạ. Cái áo mưa này bọc phú à? Không ạ. Không, áo mưa có rồi. Cái là bỏ túi. Cô gái, đến cái giờ cô giữ cho gia đình mà này còn cứ không phải lo nữa. Nhiều người không hiểu. Cô cũng muốn là nhanh. À muốn là chậm. Cô ơi. Có thắp hương măng cụt được không cô? Được. Bó lên trên kia, bó lên trên kia. Bó lên trên kia. Bó lên trên kia. Cô Trường ơi. Xúc đi, xúc đi. Bây giờ cô làm bẩn tất cả đến cái đào xong đến sai rồi. Đây này tăng rồi đây. Đấy, trời tăng. Này dễ ăn vào nhá. Cả cái dễ gì ăn vào. Không phải nhưng mà nó là cây thường, dễ cỏ. Cái cây này nó mọc ở đây này. Chứ không... Nào xúc bớt đi nào. Tăng, tăng, tăng. Chú đừng là tăng. Chú đừng đừng bỏ tay ra. Tăng đấy này, tên tăng. Bắt đầu đào từ 5:10. Đấy tăng. Đấy, cô vạch đúng đầu. Anh nhìn kia anh về nhá. Tăng đen. Dưa. Đây anh em con cháu phải đón anh về đấy. Nha, tục nhá. Đây cô. Cô đón anh về. Xúc nữa đi con ơi.
năm mấy tháng rồi hết đây rồi. Tháng rồi đến tháng rồi. Đúng là 25 cân. Mấy chục năm này gặp nhau. Dương Dương chủ nhà rồi đến đây nhé. Thì nó anh về. Đào Kiều ơi. Dạ. Ali ơi. Dạ. Đấy đấy đấy, đấy chỗ đấy là tăng rồi. Tăng anh đầy. Ấn. Là thực sự rách rồi, rách khách tăng. Rách chứ. Từ từ. Khách tăng nó cũng rách rồi, Lạc Yên. Nó bị ấy đấy. Cái gì nó cũng bị. Yên, sâu xuống. Đúng quá. Cẩm xác chưa? Anh Sĩnh xác nhận đi. Dạ vâng, cho mình cứ. Cảm thấy những cái dự báo ban đầu. Thấy nha, cái rễ ở dưới chân đúng không? Anh Yên từ đã. Rễ cây, đúng là cái rễ cây to của. Đấy. À, nhấp nhấp cái chân này phải chỉ quay cái rễ cây. Con gạt thế này đi. Kéo nhá, kéo để đi. Này sang quay đưa cho vào cho. Đầu thì đâu đây rồi. Cái đồ ấy đâu nhỉ, đồ để mọc chú đâu nhỉ? Rất là nhanh nhé. Giang, về đây có trường ơi. Đấy, phải đổ ở dưới, đưa cô trường. Nhà hết cả tăng về nhé. Ở dưới cơ, không để đấy đâu cô trường ơi. Ở dưới đây này. Cháu nó sắp. Mang đây chưa, cô sắp cho đấy. Cô đấy. Đưa ra đây rồi. Đang tăng trên. Bây giờ chúng ta đang chứng kiến đúng như là cô đã dự báo là sẽ có một cái coi như là một cái sườn đấy, muối này là sườn rồi đấy, sườn đây, đây sườn đầu đấy. Vâng. Đây nha, tăng đây nha. Cô đã chỉ ở đây là phần đầu. Phần đầu đây ạ. Yên là điên, để cô chỉnh cái này. Đẹp quá. Này nhìn thấy đây ống kim này. Vâng, chúng ta lại thấy cái ống tiêm đúng như dự báo. Đặt cả cái đấy để cho người ta. Đây đây đúng rồi. Thịt của chú đây nha, các bác nhìn này. Cái hình có hình con bướm đấy. Yên đã để tìm còn cái nữa. Cái ống dây gì kia, cái dây chuyền kia. Dây chuyền kia rồi. Từ từ hàng nhóc. Cái dây đúng như cái dây chuyền. Dây chuyền dịch. À đây tiểu mình nóc. Đây đúng rồi, cái tay đẩy của ống tiêm. Của xi lanh. Tay đẩy của xi lanh hai mặt. Ui dây đúng dây chuyền. Dây chuyền gì? Đúng rồi, cái ống dẹt đấy. Dẹp đấy. Như này đúng bằng cái xong còn cái kim. Gia đình lấy tất cái này về để làm kim đây. Đây có kim đây rồi, có kim đây. Có kim. Trên đầu có một cái kim. Không sai một cái gì. Đấy. Nó mới dễ luôn chứ. Vẫn đang còn nhỉ. Còn chứ. Kim này còn môn của. Vì sao nó dỉ đi cô. Kim đi trắng nhỉ. Cứ cầm đấy để quay, để tất cả mọi người quay. Cái nọ cái nữa đưa lên, cái nọ kia bị vỡ thì đưa lên để quay đi. Một năm từ cái nồi nồi đất rồi cái này là tăng rất là nhiều nhá, tăng còn một quá nhiều thịt gọi gói này gói có khi có người bằng trong đó là trong cái đất này là xương không anh quay quay cái đưa cho cái cái nào đừng máy đừng nhiên đấy không đừng máy nó cái đít rồi xoay cái đít cho nó mượn không lấy mã số sau cái này là trong này nó có cả xương cả thịt đó, đây cạnh ra đấy anh đọc cái số ở trong đấy cô đọc máy đấy có cái chân của anh còn toàn đấy không còn xương không còn tí xương nào còn nha bây giờ nha đây giờ là bốc này không có nào nói xương đầu xương cổ xương đầu vẫn còn đầu này đấy thôi cô còn đúng không ạ đúng ạ và trong cho nó có số 1 và số 5 số 30 là cuối cùng ạ và số 30 là cuối cùng là cái đó bị sứt ở đít đúng cái mệt đây ạ đây là xương ạ cô xem có răng không có răng có răng có tìm răng là chỉ số như thế đâu này đây là đâu rồi mình sao nhớ về đây là đâu
Thôi, quay đây đây và đây rồi. Không thấy răng nữa thôi, đừng có nghĩ đến. Không làm nữa. Để lấy răng hả? Vâng. Bác tìm đi. Tìm nhanh để con bốc vào. Chỉ phải xử lấy một mảnh thật cứng nhất. Lấy mảnh cứng. Thế lúc mảnh cứng về là phải thấy vâng, cái này vâng, nhá. Vâng. Thấy cho vào đấy luôn đấy. Về nhà đấy. Không về nhà là cô đã bốc rồi. Không rồi, không được lấy. Để cho cô làm. Để cô làm. Bây giờ lấy mảnh nào đi. Mình gói vào cái giấy bóng. Đây nhá, lấy những cái này này. Lấy cái này xong rồi lúc về là nhớ là làm xong là phải để vào đây nhá. Đây còn mảnh to nữa này, đây mảnh to nữa đi này. Đâu? Thôi. Chú cầm rồi. Thôi được rồi. Để cho cô làm đi. Rồi. Nào, bốc đây nào. Nào, Trường hay ai nào, người nhà ra đây. Bác. Trường ơi. Ông này. Trường ơi, Trường. Trường quay, đưa qua anh. Đưa anh. Được. Cái này nhá, nặng yên. Đấy, làm bằng chú thôi. Không được, cô bảo anh làm như thế nào nó không được. Đây là con làm cho. Trường xuống đi, Trường. Thôi con làm. Em ơi, đưa anh đây, ấy. Trường. Không làm nào để cho nguyên cả tăng. Thôi đưa con. Nguyên cả luôn. Trường nó chuyên nghiệp nữa. Chuyên nghiệp nó xuống. Cô đứng chiều dài, em chiều dài của. Rồi tiếng cho sau. Phải bốc hết rồi. Bốc vào. Bốc vào. Bốc cho để có bốc. Được rồi, cứ để yên đi. Bốc cho. Đây có con dế này. Có con dế vào bàn tay này. Đứng chụp quay đi. Cái tăng nó vụn dần ra đây. Con dế vào tay. Lúc ấy cô có nói cái gì nhỉ? Lúc có báo phía trước cái thông tin này. Cái này chỉ sang năm là hết thôi. Cô thấy xem còn cái gì nữa? Hết rồi. Nó chọn vào trong cái tăng này rồi. Tăng rất là dàn, rất là dòng nó. Cái để làm kỷ vật bên ngoài. Cô nhớ là nhà, cô dặn gia đình nhá. Lấy cái chuồng ra xong là nhớ là phải cho vào trong này nhá. Cô dặn trước vào đó. Mà không được ấy đâu. Cho đúng vào đầu. Có sao em có? Xịt của một xịt đáy. Lọ xịt đáy đấy. Có cái giấy hay cái ni lông hết rồi. Cô bảo trong đấy vẫn còn thịt với xương à, không, đang bảo đang trong cái lọ kia là có lẫn cả thịt ở trong đấy nên là chúng ta chôn hơi bị khô. Anh nhà ra khai ấy kìa. Anh nhà ra khai. Anh khai. Ông cũng thêm tay sạch cũng làm bên bảng ấy. Anh khai thôi. Lưng cái này. Lưng thôi đấy. Ủa chiếc không? Chú không chú làm. Rồi. Anh Minh Trương cho nó tìm ngay. Không có. Anh chiều này. Được, cái đấy cứ gói lại mang về Giang. Giang ạ, cái đấy cứ gói lại mang về. Có tiền dây bóng. Có dây bóng. Hai cái dây đây nhỉ cô. Đâu. Tháo ơi. Dạ. Bác ơi. Chú đi đi. Bác ơi, cô mới nói này nhá. Dạ. Là về là cho vào tiểu chú nhá. Dạ, vâng ạ. Là cô đã làm thủ tục ở đây là hư hồn chú đi luôn là về không được vào. Dạ, vâng. Còn cái xương kia là về anh em kiểm tra là làm cho lên trên không được. Đến chốc thôi chứ đừng có lỡ ra nữa. Dạ, vâng. Không kiểm tra. Này bảo em phải xuống kiểm tra như này này. Như này này. Nhưng có thầy có gia đình thì thôi. Xong làm nào. Trách nhiệm em phải xuống kiểm tra chứ. Là lớp ơi. Thôi. Xong là về. Ấy rồi. Đây túi đây. Anh giấu đầu vậy? Ra đây cô bảo ơi, dạ, giỏi dạ. Xong cái tôi làm vậy? Đây nhá. Cái tôi làm chưa? Về là cho vào tiểu là rút cái này ra này. Dạ vâng. Phải làm thẳng này nhá, đâu cơ. Dạ vâng. Anh giấu đầu bé nhá. Anh giấu đầu. Cái này hai cái giống đây nhau. Đây. Cái viết đi như nào xong lấy viết. Một dây lên vào một đầu. Rồi rồi. Nào. Anh giữ này nhá. Rồi, đất. Không sao. Vẫn còn nguyên xong rồi. Giờ là bỏ vào, giờ ôm vào tăng lên. Đấy, bây giờ cái này cho luôn vào đấy cũng được.
Cho luôn đấy để về mình bỏ ra em. Đâu nào? Cho luôn, cho luôn bên ngoài đi. Đâu lá cờ được kìa. Chỉ cho 10 chưa? 10 phút đã xong. Thì nó nông. Ông ơi, ông đánh dấu cái đâu này lại. Ông đầu là nhìn đầu có đánh dấu rồi em. Đầu đánh dấu ở ngoài để mình xác mình biết. Đánh dấu ở ngoài. Chúng buộc ở ngoài mình đánh dấu ở ngoài biết. Buộc vào cái dây à? Cái dây đánh dấu hả? Đánh dấu ở đầu. Thôi rồi, cứ cái này là về anh phủ lá cờ lên nhá. Dạ vâng. Rồi cô cứ để như này. Anh đi thiêng anh lên con cháu và nhặt anh rồi. Chúng buộc vào cái này này. Để đánh dấu là đầu để mình xách ở ngoài mình biết. Đấy, đánh dấu nhưng mà có cái dây. Anh đánh dấu vào cái phít đấy. 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 Chân đi trước nha anh nhá. Sẽ cắt cái này tí. Không, anh nhá, anh cứ lật tất cả. Lấy cái gì ghi luôn đi. Đầu, chân để cho chân lên trước. Đi trước. Đây. Khi là đầu thì chân đi trước nhá. Đấy, đầu. Đi nha, bây giờ là để đầu đúng không? Đây. Bây giờ này này, hai người là khiêng ngộ. Khiêng cô khi chân ở trước này, chân theo đây này. Chân lên đây. Chân từ đây. Bây giờ là lấy quả dừa đâu? Dừa đâu? Đây rồi. Các bác ơi. Dừa cho cô đâu? Kiện hai đi, đừng chữ đây. Đi, ủa lắc cờ đi này cơ, chắc rồi đấy. Ống hút đâu? Bác lấy ống hút. Ống hút của cô đâu? Được rồi, cứ lên đi. Chân đi trước. Khiêng long trong. Ok, khiêng ấy. Đi với đi đằng này đi lên. Thôi được rồi. Đây là cô hàng cho người ta. Nào xong rồi, nấp dần cho người ta đi. Kịp. Đâu chân đâu rồi? Có ở đây thấp rồi. Tối có ghi lại điện lại. Rồi đang làm gì? Đưa đi ô tô hay đi tàu hay đi máy bay đây? Đi máy bay ạ. Máy bay hả? Dạ vâng. Máy bay hả? Dạ vâng ạ. Bây giờ mọi người ơi, đi về luôn đi. Bác cháu về nhà mình đi.